người đàn bà không biết ăn năn. Trong quá trình chấp hành án, nhờ cải tạo tốt, Trịnh Thị Bạch Cúc được giảm từ tù chung thân xuống còn 30 năm, sau đó ra tù trước thời hạn. Ngày 28 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đang tạm giữ hình sự Trịnh Thị Bạch Cúc, sinh năm 1969, ngụ tỉnh Đồng Nai, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 27 tháng 6, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an huyện Châu Thành bắt quả tang Cúc đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là một bịch ma túy tổng hợp có trọng lượng khoảng 500 gram. Qua làm việc, bước đầu Cúc khai nhận số ma túy đá do Cúc vận chuyển thuê cho người khác từ thành phố Hồ Chí Minh đến Kiên Giang với giá 10 triệu đồng. Nhưng chưa kịp giao cho khách theo yêu cầu thì bị công an bắt giữ. Cúc từng thụ án chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong quá trình chấp hành án tại trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai, nhờ cải tạo tốt nên được Cúc giảm từ tù chung thân xuống còn 30 năm. Sau đó, do tích cực lao động cải tạo, hàng năm Cúc đều được giảm án. Khi thụ án được 25 năm 5 tháng thì Cúc được tha tù trước thời hạn vào tháng 1 năm 2023, đến nay lại tiếp tục tái phạm.